Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến mọi người thiết bị cảm biến mức dạng on-off Sulifan MFTM50 của hãng Enresthorse, dùng để phát hiện các chất rắn dạng hạt hoặc dạng bột được lắp đặt trên các silo hopper trong các nhà máy xí nghiệp, sử dụng rất nhiều trong các ngành sản xuất như xi măng, thạch cao và một số ngành khác. Thiết bị hoạt động dựa trên nguyên lý phát ra tần số cộng hưởng. Nó so sánh sự khác nhau về biên độ dao động của âm thoa khi môi trường xung quanh có nguyên vật liệu và khi không có gì, để phát hiện ra có nguyên vật liệu hay không, đưa ra tín hiệu báo động. Tùy theo mục đích sử dụng mà ta có thể lắp đặt cảm biến trên các vị trí khác nhau như vị trí báo mức thấp, vị trí báo mức cao. Thiết bị sử dụng nguồn cấp một chiều từ 10 đến 55V, có công suất tiêu thụ là 0,86W. Sơ đồ đấu dây thì gồm có chân 1, 2 là cấp nguồn, chân 3 là đầu ra tín hiệu báo mức dạng PNP. Đèn báo trạng thái gồm có đèn LED màu xanh chỉ trạng thái hoạt động, đèn LED màu vàng cho biết trạng thái của tín hiệu đầu ra, đèn LED màu đỏ thì khi sáng nhấp nháy nó yêu cầu bảo trì, còn đèn này mà sáng liên tục thì là báo thiết bị đang bị lỗi. Thông số cài đặt thì gồm có 4 công tắc gạt lên xuống. Công tắc thứ nhất thì cài chế độ hoạt động, gồm có 2 chế độ là chế độ max là chế độ chống tràn và chế độ min là chế độ chống cạn. Công tắc thứ hai là dùng để đặt độ trễ tác động. Nó on khi 0,5 giây thì khi có liệu thì và 1,5 giây khi hết liệu thì đầu ra sẽ tác động. Và off khi 5 giây thì có liệu và 5 giây khi hết liệu thì đầu ra sẽ tác động. Công tắc thứ ba để cài đặt khối lượng riêng của vật liệu. Nó on lên thì chọn khối lượng riêng từ 50 đến 200 g trên lít. Còn nếu mà off đi thì chọn khối lượng riêng của vật liệu là từ 10 đến 50 g trên lít. Công tắc thứ tư on lên để bật chẩn đoán lỗi. Khi đầu biểu cảm biến bị hỏng, thiết bị sẽ tác động xuất tín hiệu đầu ra để báo lỗi. Sau đây là một số hình ảnh của thiết bị